cái cô Ngọc Liên, cái cô Ngọc Liên chắc nghe đọc cô Ngọc Liên nha. Dạ cô nghe đã thôi, nếu dài quá đây con tụi con đọc cũng được. Dạ. Nó dài hơi dài thành ra. Dạ 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 không phải trường hợp. Dạ 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 buổi chiều, để buổi chiều đọc. Dạ vì có số thêm một số nữa cũng mới gửi tới, mà điều cô Duyên cũng mới gửi tới là một số người ta cảm tạ rồi vậy đó. Dạ thành ra để buổi chiều đọc. Dạ dạ nhiều không? Dạ cũng mấy người là ba bốn người vậy đó. Dạ, dạ. Để buổi chiều đọc. Dạ. Dạ đấy này đấy, đây con chiều con đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị rồi trên pháp tọa. Kính thỉnh chư đại đức tăng ni cùng chư vị Phật tử hành lễ ngài ba lễ. Và sau đây là phần thọ giới của chư vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thành kính đảnh lễ ngài. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tát quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự giới. Hai cái luôn đi. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem mắt lòng thành kính làm lại Đức Phật và đó. Ngài là bậc Ca Răng cao thượng được chứng quả chánh biên tri.
Do ngài Tử Mẫu không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, và đo ngài là bậc ca răng cao thượng được chân quả chân biên tri. Do ngài Tử Mẫu không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, và đo ngài là bậc ca răng cao thượng được chân quả chân biên tri. Do ngài Tử Mẫu không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, và đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, và đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, và đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn đội chê có bấy nhiêu? Dạ xin vâng. Con xin băng giữ đều hợp là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dương rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiền tinh hành thọ trì ngồi dây này chỉ được trong sạch phải đang vâng giữ hành theo cái đơn trong đời không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự ăn sai vợ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai vợ. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem hát nghe đàn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phân và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem mua hát nghe đàn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phân và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi va cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi va cao và xinh đẹp.
chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Phạm Thiên vẫn ngắm ngồi khẩn khoản, Phật dẫn lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm đường lộc giá ngày dời chân san, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được niêm hương kỷ thủ dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia đen buồn, một lần chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hành còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ linh rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nói rằng từ bi, chúng sanh mọi lớp chốn đi tối mê cầu đắm trí trí bên toàn. Tôi bị có cô Ngọc Liên á, cô giữ thành ra đọc hai thơ đó rồi chiều đọc cái khác. Chưa đọc được á. Trước khi sinh hoạt buổi sáng hay có câu hai câu hỏi liên quan về giáo lý, sư sẽ giải thích sao. Có hai thơ, một thơ bên Canada ngoài Bắc, một thơ bên Pháp ở bên Paris, thì gửi tới thơ này sư đọc hoặc là nhà mộc vị sư phụ tá thư ký đọc, rồi sư sẽ giải thích những cái câu hỏi sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là hai bức thư, một bức thư từ Canada và một bức thư từ bên Pháp, cô Ngọc Liên bên Pháp gửi đến để chia sẻ, không phải là trình pháp, do đó mà chúng tôi xin đọc trước khi ngài trả lời những cái câu hỏi về pháp. Đây là bức thư của hai Phật tử ở Toronto, Canada. Kính thưa ban tổ chức khóa thiền 10 ngày tại nhà do ngài Kim Triệu hướng dẫn. Cả hơn 2 tháng nay, người già chúng tôi ở Toronto, Canada được khuyên ở trong nhà để tránh lây lan bệnh dịch COVID-19, COVID-19. Ai cũng lo sợ. Như mọi người thì khóa thiền đến với chúng tôi như hạn hán gặp mưa. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi theo dõi khóa thiền. Hình ảnh và âm thanh qua trực tuyến rất rõ ràng. Chúng tôi xin tri ân Ngài. Dù tuổi cao mà Ngài giảng và hướng dẫn cùng ban cho nhiều kinh nghiệm tu tập cho đại chúng.
Chúng tôi cũng xin tri ân ban tổ chức đã mang những lợi lạc cho Phật tử chúng tôi khắp nơi. Cũng xin cảm ơn Hoa Nha Bạch Tuyết và Vũ Đình Long Houston đã chuyển chương trình của ban tổ chức khóa thiền nên chúng tôi mới có cơ hội quý báu này. Kính chúc Ngài, quý sư và quý vị trong ban tổ chức sức khỏe dồi dào và nhiều an lạc. Kính thư Vũ Văn Ninh và Vũ Thị Thức. Bức thư thứ hai từ Pháp do cô Ngọc Liên bên Pháp gửi sang. Kính bạch Ngài, con kính đảnh lễ Ngài và chư Đại Đức Tăng Ni. Kính chào ban tổ chức khóa thiền cùng các thiền sinh. Con là một thiền sinh lão niên và ở cách xa Ngài hơn nửa vòng trái đất. Cách đây gần 30 năm, con cùng các bạn đạo tha hương đã có dịp gặp và học thiền với Ngài ở Pháp. Con không phải là một Phật tử thuần thành vì con đạo Công giáo, nhưng Ngài vì lòng từ bi đã tận tình hướng dẫn con thực hành thiền minh sát. Vài năm sau, khi Ngài không qua lại Pháp nữa, mà lúc đó việc hành thiền của con đang có trớn, nên con hàng năm đã dành trọn 2 tuần nghỉ phép để qua Mỹ đến kỳ viên tự Washington DC để tiếp tục tu học và hành thiền với Ngài. Sau đó con cũng có duyên lành gặp được Ngài ở Riverside, California, dự lễ đóng cọc xây dựng Thích Ca Thiền Viện. Lúc bấy giờ còn là một mảnh đất khô cằn giữa vùng núi đồi nóng khô như sa mạc. Và 3 năm trước đây, sau khi gặp lại Ngài khi Ngài du hành châu Âu và dạy thiền ở Pháp, con đã quyết định trở lại Mỹ để có dịp tu học 3 tháng với Ngài ở Đại Niệm Xứ Thiền Viện. Lúc đó con đã được 75 tuổi rồi. Con viết thư này không phải để trình pháp, vì thật ra thì con không còn những kinh nghiệm như 10 năm đầu. Vì những kinh nghiệm ấy chỉ đến một lần, và những lần sau thì nó chỉ thay đổi in ít thôi. Bây giờ thì con quan sát cái tâm và thân và thấy rõ sự thay đổi của chúng. Và nhờ có một chút sự hiểu biết nên con dùng chánh niệm ghi nhận và thấy chúng đến rồi đi. Và con xem coi cái tâm ấy nó có âu lo hay dửng dưng thuần tí ghi nhận. Vì nếu mạch máu bị nghẽn 100% thì con sẵn sàng mà ra đi. Còn tâm thì nó ở trạng thái nào thì con biết nó như thế. Tâm thay đổi luôn, nhưng con nhìn xem cái tâm quan sát nó như thế nào. Bình thản hay là buồn phiền, bất tội nguyện. Cái tâm quan sát ấy nó nhận biết thân và tâm. Cứ thế mà ghi nhận thân tâm. Vì những kinh nghiệm về tứ đại cũng như vài kinh nghiệm của 7 giác chi, sau 20 năm, con cũng nếm qua chút ít hương vị giải thoát trong những thời gian tu tập ở Miên Điện. Bây giờ điều con quan tâm là cuộc sống của con nó có phản ảnh được sự tu tập của mình hay không thôi. Hữu xạ tự nhiên hương, mà không bị ảnh hưởng tác động bởi những lời khen chê bên ngoài. Con viết tâm thư này mong Ngài hoan hỷ đọc. Ít ra thầy giỏi trò hay cũng là niềm vui khích lệ, nhất là khi tuổi già chiếc bóng. Con cũng muốn chia sẻ vài kinh nghiệm để Ngài Sách Tấn Thiền Sinh, những người hữu duyên với chánh pháp, hãy tinh tấn thiền tập, nhất là dưới sự hướng dẫn quý báu của Ngài. Đừng bỏ lỡ cơ hội, đừng lãng phí thời gian, tuổi trẻ và sức khỏe. Cuối cùng, quan trọng nhất là dịp để con bày tỏ lòng tri ân Đức Bổn Sư nhân mùa Vesak Tam Hợp. Tri ân Ngài, chư Đại Đức Tăng Ni, ban tổ chức khóa thiền và tất cả phước báo do bố thí, trì giới và hành thiền, con thành kính cúng dường Tam Bảo. Ngài, chư Đại Đức Tăng Ni và hồi hướng đến chư thiên cùng ban tổ chức khóa thiền, Phật tử, thiền sinh và tất cả chúng sanh đồng đều nhau cả thể. Ngưỡng mong Ngài, quý chư Đại Đức Tăng Ni và đại chúng luôn nhiều sức khỏe và an vui trong chánh pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Himaya Thamano Thamma Padipatiya Buddhang Pojemi. Himaya Thamano Thamma Padipatiya Thamang Pojemi. Himaya Thamano Thamma Padipatiya Sangkhang Pojemi. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp báo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyên hồng ân tam bảo khó trệ vi ân giả chư đại đức tăng được sự an vui để tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng con trả lại về chương trình tiếp tục cho đến hết ngày hôm nay và tối nay. Trong chương trình tu tập hành giả thực tập trong mấy ngày nay và có sự kinh nghiệm, giờ thể sự kinh nghiệm đó và có câu hỏi, sư đã giải thích một số câu hỏi của hành giả ở Tha Phương. Câu hỏi thứ nhất, con xin trình Pháp à, bạch Ngài, con là Văn, đệ tử của Sư Phụ Phước Nhân. Con quan sát thấy, một, khi trạng thái tâm háo hức, hồi hộp, vừa khởi lên, nó mất. Nhưng trong thân liền có một cảm giác nôn nóng mà ở đó, các hạt li ti đang rung chuyển, nóng phần lên rồi vỡ tan. Câu thứ nhất. Thứ hai, kinh nghiệm khi trạng thái tâm bất an, sợ hãi, sinh khởi, con ghi nhận, nó mất, nhưng ở thân con, các hạt li ti đang nhào lộn khắp người, tạo thành một cái cảm giác bủng rủng. Còn quan sát một lúc rồi nó mới tàn biến. Câu thứ ba, khi được trình Pháp với Ngài và Sư Phụ Phước Nhân, con thấy đức tin của con tăng trưởng, nên mấy ngày nay hành thiền khi thấy toàn thể thân tâm là khối hạt li ti đang lơ lửng thì tâm không chơi với hoài nghi nữa. Tâm con cứ liên tục dính chặt trên đề mục và quan sát những điều lạ đang xảy ra bên trong. Điều thứ tư, khi có suy nghĩ đến, con quan sát thấy trong đầu con ở vùng trán các hạt li ti đang xoáy tròn nhào lộn ở đó
rồi nó vỡ tung ra. Điều thứ năm, bất cứ một trạng thái tâm nào sinh khởi bên trong là ngày đó trên thân con đều xuất hiện cảm giác liền hoặc có một xúc chạm nào là bên trong các hạt li ti luôn có một phản xạ đáp trả lại. Con xin Ngài giải thích thêm cho con hiểu về hiện tượng này ạ. Đây có phải là dòng thân tâm đang trôi chảy và vận hành theo quy luật nhân quả mà các ngài hay thuyết pháp cho chúng con nghe? Điều thứ sáu, khi thực hành tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, con thấy thiện pháp bên trong con tăng trưởng, nhưng chánh niệm lại là con thấy những bất thiện tâm luôn đi cùng theo ngay sau những việc làm thiện. Ví dụ, khi con giúp bạn đạo, tâm con rất hoan hỷ và thương cảm cho bạn. Nhưng ngay sau đó, nếu bạn không làm như ý mình, thì bên trong mình lại buồn lo. Cho nên con thấy nếu xa rời chánh niệm thì sẽ lệch hướng khỏi con đường trung đạo, tự mình lại mang phiền não cho mình. Mong Ngài chỉ cho chúng con cách thực hành tứ vô lượng tâm hướng đến sự giải thoát, không bị dính mắc cũng không liên lệch sang bên nào cả. Điều thứ bảy, đối với một hành giả sơ cơ thì nên phát triển ngũ căn ngũ lực thế nào để quân bình ạ? Điều thứ tám, khi con cúng dường, con vẫn ghi nhận thấy bên trong luôn lên len lỏi những ô nhiễm, xin Ngài hướng dẫn cho chúng con ạ. Con kính mong Ngài sẽ ở lại với chúng con thời gian lâu nhất có thể để chỉ bảo chúng con hành đạo. Hành đạo ạ. Con cảm ơn Ngài ạ. Đây là câu hỏi của một thiền sinh. Cái câu hỏi thứ nhất nói về cái sự kinh nghiệm của mình. Thầy không có hỏi cho giải thích tôi trạng thái. Càng thấy tâm háo hức, hồi hộp vừa khởi lên, nó mất. Nó có một kinh nghiệm, nhưng trong thân liền có một cảm giác nôn nóng, mà đó các hạt li ti đang rung chuyển, nôn phần lên, rồi vỡ tan. Một sự kinh nghiệm của anh giả, không có thắc mắc. Khi trạng thái tâm bất an, sợ hãi sinh khởi, con ghi nhận và mất, nhưng ở thân con các hạt li ti đang nhào lộn khắp người, tạo thành một cái cảm giác bủng rủng. Con quan sát một lúc rồi nó mới tan biến. Không có hồi hỏi. Khi được trình pháp với Ngài và sư phụ quốc nhân, con thấy đức tin của con tăng trưởng, nên mấy ngày nay hành thiền thì thấy toàn thể thân tâm là một khối hạt li ti đang lơ lửng và tâm không chế bấy hoài nghi nữa. Đây là một cái giải thích không vấn đề. Tâm con cứ liên tục dính chặt trên đề mục và quan sát những điều lạ đang xảy ra bên trong. Điều thứ tư, khi có suy nghĩ đến, con quan sát thấy trong đầu con, ở vùng trán có hạt li ti đang xoáy tròn nhào lộn ở đó, rồi nó vỡ ra, vỡ tung ra. Rồi, kinh nghiệm của hành giả. Điều thứ năm, bất cứ một trạng thái tâm nào sinh khởi trong
bên trong là ngày đó trên thân con đều xuất hiện một cảm giác liền hoặc có một xúc chạm nào là bên trong các hạt li ti luôn có một phản xạ đáp trả lại. Con xin Ngài giải thích thêm cho con hiểu về hiện tượng này ạ. Đây có phải là dòng thân tâm đang trôi chảy và vận hành theo quy luật nhân quả mà các ngài hay thuyết pháp cho chúng con nghe? Câu hỏi. Đây thì đều thứ năm này có câu hỏi cũng liên quan cho câu số 1, số 2, số 3, số 4 đã kinh nghiệm. Bây giờ câu thứ năm nhắc lại, bất cứ một trạng thái tâm nào sinh khởi bên trong, còn ngày đó là ngày đó trên thân con đều xuất hiện một cảm giác liền hoặc có một xúc chạm nào là bên trong có hạt li ti luôn có một phản xạ đáp trả lại. Này con xin Ngài giải thích hiện tượng này ạ. Có một thiền sinh nhà đối tượng của thiền minh sát nam rupa danh sắc. Khi nói là danh sắc là vô thường lý, nam rupang anicchang, danh sắc là vô thường, nam rupang dukkhang, danh sắc là khổ não, nam rupang anatta, danh sắc này là vô ngã. Asuchi asopang idang kamathanang bhavote, nếu quán về phương diện về cái tuệ thì thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Còn nếu quán hướng thêm một cái cảnh giống như là thiền định về thân, quán thân bất tịnh thì cho nó là nam rupang anatta asuchi asopang idang kamathanang bhavote, quán tới thì thấy nó là bất tịnh. Như vậy các vị thường nói quán thân bất tịnh, ngài nói trước quán thân rồi quán thọ thì ra cái khổ, quán tâm thì vô thường, quán pháp và vô ngã. Cũng vậy, tùy theo các vị kinh nghiệm và chưa giải ra. Bây giờ hành giả hỏi cái vấn đề có cảm giác trong thân giống như một cái hộp li ti là luôn có một phản xạ đáp trả lại. Li ti, khi li ti gọi là sanh thân, trong thân này nó là thân, nhưng mà khi mà chia ra nó có tới bốn đại là lớn trong thân này: địa đại, đất là lớn, thủy đại, hoa đại, phong đại. Một lớn mà tâm nó hay biết cái đó nó sống với sự hay biết. Sự hay biết về gì bây giờ? Quá khứ đã qua không có, thì Vipassana hiện tại, tương lai vọng thì chưa tới, chỉ cái hiện tại là pháp, cái quán là đây, danh pháp, sắc pháp. Danh là hay, hay biết là danh, danh chú nơi thần. Đang sống với thân, đang sống với cứng mềm, nóng lạnh, cần dao động, nó đòi hay biết cái đó đó. Còn không có cái đó hay biết, thầy nó ngủ, vì vậy nó không biết vô minh, vì vậy không biết là nghĩa nó, nhiều nghĩa mà chúng ta giải thích. Hay cái này hành giả các chàng khác gì gọi là cái sắc nè, sắc, cái thân mất rồi, đầu mất, bụng mất, hai tay, hai chân mất, nhưng ra lại thành mà học li ti. Này mà gọi là tuệ quán. Tuệ quán thay gì? Thay vô thường. Nghĩa vô thường là gì? Vô thường là thay đổi. Thay đổi gì? Li ti. Khi mà nói li cái thân này là đất nước là do, nó hòa ra lại. Rồi có một cái phần gọi là sắc bất ly đó. Rồi
Vanna Kantha Rasa Ocha. Vanna màu, Vanna Kantha là màu sắc, màu sắc là sắc hương vị, hay sắc hương vị diện tố. Ba cái, bốn cái này nó hợp lại nóng lạnh cơn mềm cho trả lời là sắc bất ly. Thì sắc bất ly này khi có máy móc thì ta đo ra được. Thầy sư thừa giải thích hồi năm 1969 khi mà phi thuyền đã băng lên mặt trăng lắm, thì có một vị tiến sĩ ở tiểu bang California, ông làm được một cái máy đo hạt nguyên tử mà nó nhỏ nhỏ nhất à, hạt nguyên tử hạt nhân đó là kêu một sắc bất ly đó, thì ông làm tới 15 năm. Thì khi 15 năm đó không đem hàng cái gì bằng máy thôi, như vậy bấm cái máy đó nó ghi nhận được cái sắc bất ly này nè. Thì ông giải thích là có 20 số không sau một, sau một đó là một cái một second à. Này vậy là một cái khoảnh khắc à, mà nó xảy ra như vậy, xảy ra 20 số một, 20 số không sau số một, như vậy số một tới 20 số không sau. Vì thấy như vậy không có giải thích được cái này gọi là sắc bất ly, thì gọi là kalapa nhai rupa kalapa. Này vậy đất nước là do rupa kalapa này là sắc bất ly. Đôi khi các vị giải thích là tổng hợp sắc nào, đất nước là gió, rồi tổng hợp màu mùi, màu hương vị và dưỡng tố, thì tam này trở lại nó trở thành một cái sắc gọi là bất ly. Thế luôn luôn nó thay đổi lại như vậy này. Này thì nếu mà dựa thầy sẽ giải thích lại như vậy, chính là cô cả hay giải thích về cái này gọi là sắc bất ly. Rồi vì cái tâm biết gì, cuối cùng biết cái đó là đầu mất thân mất rồi, thầy bây giờ mới thấy cái ly tì này. Cái ly tì là cái sắc pháp rồi hay biết là cái tâm. Rồi bây giờ câu thứ sáu có câu hỏi nữa. Khi thực hành tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, con thấy thiện pháp bên trong con tăng trưởng, nhân chánh niệm lại cho con thấy những bất thiện tâm luôn đi cùng theo ngay sau những việc làm thiện. Ví dụ khi con giúp bạn đạo, tâm con rất hoan hỷ và thương cảm cho bạn, nhưng ngay sau đó nếu bạn không làm như ý mình thì bên trong mình lại buồn lo. Cho nên con thấy nếu xa rời chánh niệm thì sẽ lệch hướng khỏi con đường trung đạo, tự mình lại mang phiền não cho mình. Mong Ngài chỉ cho con, chúng con cách thực hành tứ vô lượng tâm hướng đến sự giải thoát, không bị dính mắc cũng không thiên lệch sang bên nào. Đây là câu hỏi nữa. Câu thứ sáu nói về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm cho này đó, từ bi hỷ xả. Bây giờ khi dùng từ bi xả trong đời sống của mình, có một người bạn rồi tự nghiệp hướng dẫn người bạn mình từ thương người bạn, rồi tội nghiệp bạn mình chưa biết con đường đi, rồi bắt đầu con đường giải thoát, bắt đầu tội nghiệp rồi mới chạy, cái tội nghiệp mới chạy. Mà khi chạy rồi thì bạn làm được khó, không được khó, vì mình đã đi rồi, mình biết đó. Còn mà bạn đi cũng như lái xe, lái đi vô trong đường không phải là đường chánh, không phải là xa lộ, bắt nào mình thấy bạn mình hành không đúng hay bắt đầu buồn,
hết lòng, mình cháy hết lòng rồi, giờ bạn mình làm không được như vậy, thì không thể nghe cảm thấy buồn. Rồi, vậy buồn nó xảy ra chỗ nào? Buồn là ưu nà. Hồi nãy hỷ, thì khi hỷ nó, bây giờ nó không có hỷ nữa. Làm được, bây giờ ông này làm được, thì ưu ra là lên. Khi mà ưu ra lên thấy, ôi tâm của mình như vậy. Này, bắt đầu thấy tâm bất thiện sinh ra. Mừng, rồi không được thêm nữa. Na trả lại buồn, hay cái này là tâm bất thiện. Như vậy làm sao? Không thấy xa rời chánh niệm. Hay làm sao? Như vậy tứ vô tâm tứ tê bốn, tứ vô lượng tâm thì chưa thực hiện được bốn, mới tới ba thôi. Mà cái chót là cái quan trọng. Cái chót là quan trọng. Vì vậy khóa thiền này ở đời người ta bệnh, giúp đỡ nhau không được, thôi rủ nhau cách ly đấy, ở yên để tránh vi trùng. Vi trùng tàn phá thế giới này đấy. Rồi bây giờ hành giả đây trả lại buồn. Buồn không phải là vi trùng, dịch không phải là bệnh dịch, hạt trả lại một vi trùng có tâm tham sân si. Cái sân này trở lại là buồn. Này, khi buồn không được, rồi tới đó nó kẹt. Hỷ thì mất, mà ưu thì có mặt hiện, xả thì không xả nổi, chưa tài xả. Hay chỗ này mới có khóa thiền nói về tâm. Thì dùng chữ đó là xả ly hay là thoát ly. Mình không đang tập thầy được bao nhiêu hay bao nhiêu này, được mấy cái niệm hai cái niệm này, giải thoát được bao nhiêu thầy hướng được bao nhiêu. Một niệm là một giải thoát một luân hồi này, rồi biết bao nhiêu luân hồi luân hồi rồi mình mới giải thoát được một cái hai cái, tiếp tục giải thoát thôi. Thì cái tâm này cũng thuộc về, nếu về thiền quán, khi mà không có mặt của sân thì hãy nó tới, và khi có mặt của sân làm sao quỳ chỗ này có mặt thì hãy thiền quán á, hãy cũng niệm nữa đây, thương cũng niệm, mà tội nghiệp cũng niệm, mất hai nó sanh nó diệt, mừng cũng niệm và mất. Bây giờ nếu mừng niệm mất, ô này lên niệm cùng mất, đây là thiền quán giải thoát hết từ đầu. Ý nói nó có thật nhưng mà khi đi sâu nó cũng sanh diệt thôi. Này, tâm từ cũng sanh cũng diệt, và tâm bi cũng sanh cũng diệt, tâm hỷ cũng sanh cũng diệt, tâm ưu cũng sanh diệt, tâm xả buồn bỏ. Thầy cái này nghĩa của xa ly với thiền quán. Xa ly với thiền quán là như vậy. Cứ tiếp tục niệm này, niệm buồn đấy, thì nếu hỷ, tại hỷ nó mình cứ muốn giữ hỷ này, giờ không có hỷ được ưu, hỷ cho này bị thiền đỉnh, hỷ đi tì xả là tầm tư hỷ chi của thiền định vậy. Tầm tí hãy lạc xả. Đây, khi năm chi này lên gọi là sơ thiền. Tầm tứ hãy lạc xả. Và nếu quý vị hành thiền đó, đối tượng của thiền định nó có đối tượng cô định. Còn chúng ta đang niệm đây là đối tượng không cố định. Này, đối tượng không cố định, đối tượng nào mình cũng niệm ấy, thân sanh niệm, thọ sanh niệm, tâm sanh niệm, pháp sanh niệm, niệm hết. Nhưng khi mà niệm vậy, nó trực giác thấy, tình giác thấy, niệm là tình thác, chân niệm là tình giác, thì thấy như thế nào
ở trong ba pháp ấn. Thầy buông bỏ thì chỗ này con thiền định phải có đối tượng không thay đổi, hay đó phải tập từ tâm từ. Đối tượng của tâm từ nó có tập tập lên tới đó, rồi người ta đổi nữa, cái đối tượng của thì của tâm từ tâm bi có một đối tượng riêng, rồi được rồi người ta lên tâm hỷ có một đối tượng ta tập, tâm xả có một đối tượng ta tập. Đây là cái phương pháp của thiền định. Thế bây giờ chúng ta đang tập ở trong thiền quán, thầy sư sẽ giải thích thiền quán, cái gì cũng niệm hết. Nếu mà tâm buồn, tâm hỷ, thầy chỗ này niệm hỷ hỷ, thì hỷ này cũng vô thường. Và nếu hỷ vô thường thì ưu nó cũng vô thường thôi. Vậy khi mình nói buồn buồn nó cũng đi. Thầy chỗ này nó là xả lì hay là thoát lì, chỗ này về thiền quán. Đây là sự giải thích về cái thiền quán. Còn thiền định thì có một đối tượng riêng, phải có thời giờ hành rồi mới kinh nghiệm, kinh nghiệm mới giải thích được. Và cái này nói về thiền quán là vậy. Quý vị niệm thì niệm bằng cách nào? Niệm buồn buồn thử coi buồn đó nó thường không. Nếu buồn không thường đó là vận hành của pháp rồi đó. Vận hành giả cũng nói về cái pháp lý tiền, vậy có phải là vận hành của pháp? Nó là vận hành danh sắc là có lại như vậy, bản chất đặc tánh là như vậy, nó là vận hành của danh của sắc là như vậy. Thì đó là câu hỏi của quý vị liên quan với trần hành. Đối với một hành giả sơ cơ thì nên phát triển ngũ căn thế nào để quân bình ngũ căn? Thì quý vị cũng đang tập á, đang tập ngũ lực ngũ căn bằng thăng bằng ngũ lực. Ngũ lực ngũ căn luôn luôn mỗi ngày. Lực tính căn thì quý vị để nó thăng bằng, quý có niềm tin, niềm tin gì? Đức tin, tin với Đức Phật. Như vậy Đức Phật mình mới nghĩ chứ nào gọi là mình tin Đức Phật thôi. Đức Phật là một vị giác ngộ. Eko Samma Samputho Evang. Sattha, Sattha có niềm tin với Đức Phật. Rồi chỉ có một vị Phật, không có hai. Đó là niềm tin với Đức Phật. Kế đó niềm tin với nghiệp. Tất cả chúng sanh có nghiệp là tài sản của mình, là của mình. Khi mà nói tất cả chúng sanh tài sản là nghiệp của mình, đó là mình thấy nghiệp, có niềm tin rồi. Thì cái niềm tin này khiến tin với Đức Phật. Thì trong thế giới này không có hai Phật. Đức Phật là một vị giác ngộ. Rồi có một vị, không có hai vị giác ngộ cùng một lúc. Evang Samma Samputho Evang. Vậy có một vị Phật sinh một lượt thôi, giác ngộ một lần thôi, một vị thôi, không có hai vị. Này, đó có niềm tin với Đức Phật, đức tin rồi đó, không thối chuyện. Rồi cái đó đức tin thứ hai đó, sapasattanang đó, thì nó là tất cả chúng sanh có nghiệp là của mình. Đó là đức tin đó. Ai cũng có nghiệp riêng biệt của mình. Này thì có cái niềm tin như vậy đó, gọi là tin lực. Đó rồi tin lực có niềm tin nghiệp của mình. Thì bây giờ mình mới sửa nghiệp. Sửa nghiệp gì? Nghiệp mà nữa thế nghiệp xấu, bây giờ sửa chúng ta, sửa bây giờ. Bây giờ là bây giờ. Quá khứ đã qua rồi, không sửa được. Tương lai cho tới không sửa được, chỉ nghiệp bây giờ. Như vậy nghiệp thân sửa, vừa giữ giới này. Nghiệp lời nói sửa, giữ giới này. Nghiệp thân, nghiệp lời nói. Rồi tới nghiệp ý, niệm. Này, niệm
niệm tác ý, vân vân. Biết, theo dõi tâm hai biết. Hai biết, hai biết gì? Hai biết bốn quan nghi, hai biết hơi thở. Từ hơi thở rồi bắt đầu cảm giác tới đi, tới sắc bực lì. Bây giờ vậy, giải thích hồi nãy. Như vậy niềm tin này bắt đầu nó tăng. Tăng. Mà khi có niềm tin như vậy, mới làm sao có cái niềm tin nó mạnh. Quy hành thiền có chân tinh tăng rồi đó. Khi mà muốn hành thiền, chánh hương tâm, không có ai hương tâm được. Mà Đức Phật chỉ có cách hương tâm, gọi là sati phần lằng, viriya phần lằng, hay cũng dùng chữ là căng, sathin riya, tính căng, viriyan riya, tăng căng, sathin riya, niệm căng, samathin riya, định căng, panyantra huệ căng, vừa là lực, vừa là căng. Như vậy cơ cầu làm sao cho căn của mình trong bệnh nó có quyền lực của nó, quyền lực của cái đức tin, quyền lực của sự tinh tấn. Như vậy mà là quyền cũng dùng nữa, ngũ quyền này thì mình mới đang tu tập luôn luôn là ngồi là hướng dẫn tâm, không cho tâm ngăn ngừa bất thiện pháp, chưa có ngăn ngừa gọi là sangvarana. Rồi khi ngăn ngừa rồi diệt trừ bất thiện pháp đã có rồi, đã có trong tâm diệt trừ, trong quá khứ đã có diệt trừ rồi, thiện pháp nào chưa có bắt đầu giới rồi thiện pháp, rồi bây giờ đi tới định, rồi chánh tinh tấn chưa có hướng tâm, ngồi hướng tâm liền, hướng tâm trở về hiện tại, đang sống bây giờ, hơi thở bây giờ thôi, tâm hay biết bây giờ thôi, bây giờ. Như vậy mấy sức mạnh của sự tinh tấn. Và khi bây giờ tinh tấn diệt trừ ngăn ngừa bất thiện pháp, trong tương lai diệt trừ bất thiện pháp trong quá khứ, thiện pháp nào chưa có, chánh niệm là cái này, cái chìa khóa này, niệm. Thầy cho này, sư thường giải thích là bây giờ tiếng nói của chánh niệm, cái chánh niệm là tiếng nói của chánh niệm là ghi nhận vậy. Bây giờ tiếng nói của chánh, rồi tâm là hai biết. Chánh niệm bây giờ đưa lại chú tâm nơi bụng, bụng là một tục đẻ, vừa đẻ nơi bụng chánh niệm trai liền, không lâu. Như vậy tâm này nó tới trước là mới trong cái cầu và là kinh pháp cú đó, quý vị thường, quý vị thuộc. Mano papang kama thamma mano setha mano maya manasa che pasante na pa seti va karo te va tato nang sukaman vete jaya va anupayane. Tâm tới trước, mà tâm tới trước là tâm sợ liền tới, tâm tay bụng liền thực tế, tâm sợ tới liền, chánh niệm tới liền này. Thì khi tâm sợ tới liền, nói hoặc hành động trở thành là một thiện. Nếu nghĩ tốt thì nói tốt, hành động tốt rồi thiện này. Mà khi thiện như vậy trở lại có một cái quả của thiện này, thì nó theo giống như bông thiện hình như này. Như vậy mình nói là phòng tâm nó ở trong bồ đề, đó là ở trong bồ đề, ở trong hào quang của Đức Phật, ở trong bát của Đức Phật, mới Đức Phật là bóng mát, mình chỉ niệm là phòng vậy đó. Mình thấy tâm của mình yên lặng, theo dõi hơi thở, bây giờ hơi thở nó cũng hết nữa, vừa hơi thở hết à, chánh niệm cũng không nói nữa, không nói gì nữa hết rồi, thì tâm còn biết như vậy mới phản ứng tới vận hành của pháp, thấy được cái tâm của mình, thấy không có phòng, không có xe, mà không chánh niệm, tâm còn cùng hai biết, lại cái này gọi là nó phản ảnh từ ánh sáng của giới định và trở thành vẹn. Thì cái này là một sức mạnh rồi, sức mạnh cũng gọi là ngũ lực, hay cũng gọi là quyền, quyền vì cái quyền của đức tin nó khiến cho có sức mạnh phải đi tới chùa, hay hướng dẫn tâm
làm như vậy. Khi mà hướng dẫn tâm được rồi, chánh niệm theo dõi, cũng như là người có ngựa, có cặp ngựa rồi, có người đánh ngựa, chạy một cặp chạy cho đều. Rồi, nếu mà có đức tin đó, chỉ đức tin Phật không là không, đức Phật, đạo Phật một gì giác ngộ không nói vậy. Ngài khi mà tin ta rồi, ta bây giờ nhân ơi phải tượng nhân ơi gì vậy? Nhân ơi là thân tâm đó phải là pháp đó. Hay ai thấy pháp là thấy Phật. Vì Phật từ pháp ra, ngài cũng thấy pháp, ngài giác ngộ, ngài thấy niết bàn cũng là pháp. Vậy khổ cũng là pháp, vui cũng là pháp, pháp hết. Vậy đó lại là vận hành của pháp bảo. Vận hành của pháp phải có lực mới thấy được. Nhà phải có quyền mới thấy được. Hành giả bây giờ thấy đó, bỗng mất rồi. Mà ly tự coi phản ứng, coi cái hay biết. Vừa hay biết gì? Hay biết thân này. Hay biết thân nó tan hết đâu còn gì. Hay là sắc ngay, hay là sắc bất ly, hay là tổng hợp sắc bất giờ mật tập như vậy. Cái này nó phản ứng thì hay, phản ứng. Rồi cái này biết cái kia như vậy. Cái kia không có rời khỏi. Có đặc tính như vậy, sắc bất ly. Không rời khỏi. Như vậy là một cái thay đổi, không có ngần ngại gì. Chỉ có tụi mình sắc mới thấy người. Đây là cái lực rồi, đây là quyền rồi. Đi tìm đâu, cứ tới làm sao thăng bằng đức tin cho Đức Phật rồi, nhưng đức tin cho cái nghiệp báo của mình, nghiệp ở trong bài, ông bằng tay bằng chân, mình sửa nghiệp sửa bây giờ thôi. Bây giờ là bây giờ. Khi mà sửa đúng như con quyền, có quyền có đức tin đó, nó là có đức tin, đừng có ai thay đổi nó. Nó tin một gì giác ngộ, tin nó đừng có ai thay đổi nó rồi. Không, nó là đức tin, không phải tôi, không phải ta. Pháp bảo, vì vậy Đức Phật nói, quy Phật rồi, quy Pháp rồi quy Tăng. Ai tin tưởng Như Lai, ai thấy con đường đó là đệ tử của Như Lai, đó là Tăng rồi. Đi theo con đường của Bậc Thánh Nhân, đi theo con đường trung đạo. Như vậy người đó là ai? Tăng Đà Đắc Đạo, Tu Đà Hoàn, Tăng Đà Đắc Đạo. Như vậy, đếm chiếc thứ 8, đếm đôi thứ 4, Ê Sa Phật Hòa Tò Sao, các vị đó là đệ tử của Như Lai. Đây, đó là lực, đó là quyền rồi. Vậy thì cái câu trả lời của cái gì cũng vừa phải rồi. Còn nữa, này, còn một câu thứ hai. Kính đảnh lễ Ngài, Ngài đã từng giảng ngồi thiền ba la mật sanh lên. Xin Ngài giảng rộng thêm để chúng con nhớ, vì chúng con là thiền sinh thật sự, chọn đường thiền là cứu cánh. Trong một lần giảng, Ngài kể Ngài Cô En Ca thấy mũi nhột nhột, và Ngài nói do ba la mật của Ngài Cô En Ca, con cũng có cảm giác như vậy, không biết con có nên tin mình đã tích lũy được ba la mật không? Mong Ngài từ bi nói cho con rõ ba la mật. Bây giờ trong kiếp quá khứ đâu có ai biết, nhưng bây giờ kiếp bây giờ mình có làm được không? Có tạo ba la mật không? Ba la mật là gì? Đây, cái tiếng Pali gọi là paramita, và paramita đôi khi dịch là tích trữ. Nó tồn tại như vậy thường không? Nó không, nhưng mà có, nó có như vậy. Nó đưa một người có đủ ba la mật ra, đưa người đó, ý là đặc tánh của danh của sắc, đặc tánh của giới định về thôi. Bây giờ giải vấn đề ba la mật có hay không, thầy ba la mật có thì mời lần, mời như thế gọi là dana parami này, bố thí ba la mật, sila parami, giới đức ba la mật, xuất gia na nekhama parami, xuất gia ba la mật, panya parami, trí tuệ ba la mật, khanti parami, nhẫn nại ba la mật, viriya khanti parami, sacca parami, chân thật ba la mật, rồi atithana parami, nguyện ba la mật, metta parami, tâm từ ba la mật, upekha parami,
tâm xả ba la mời ba la mật này, khi mà có gọi là ba la mật. Rồi bây giờ ba la mật nó tới mời rồi, ngài có Đức Phật vậy, ai cũng giống như Đức Phật hết mình thành Phật á. Đúng, thành Phật. Thế Đức Phật ngài dẫn mình cho thành Phật á, ngài là Phật. Nhưng mà ngài chân đặng cho ra, ủa sao Đức Phật chân đặng giác vậy, mình tên gì? Mình tên là Thinh Văn Giáp. Tại sao tên khác vậy? Tên khác một chút vì nghe lời giải của một vị giác ngộ Sa Vắc Ca Sang khác, nghe thức tập tâm mới giác ngộ. Ui, còn Phật mình là Samma Sambuddha. Tại sao Samma từ ngài giác ngộ đó, không thầy cho giải, mình phải có thầy này. Từ quý y, quý Phật, quý Pháp đã thầy cho quý y rồi, quý y. Như vậy là một ba la mật mà chia ba. Ba la mật thì bờ trên, ba la mật bờ bên, ba la mật bờ cao thượng. Parami, upaparami, paramattha parami. Paramattha parami, là parami, upaparami, paramattha, Đức Phật. Ba mươi pháp ba la mật này, ối tới ba mươi pháp. Còn kế nghe Đức Phật Bích Chi là Pachekabuddha thì giống như Đức Phật, nhưng chưa, ngài không muốn tới Phật, nhưng đi thêm một khúc đường thôi này, thôi giác ngộ được rồi, xa xôi quá đổi à. Cũng như người ta muốn học tới bác sĩ, học không nói thôi, tại đó vừa chuyển một cái bằng khác, kỹ sư cái gì kỹ, rồi đi làm việc để mà sống. Thì khi mà cố gắng thì tay cho đạt, không cố gắng thì giữa đường đó đổi chỉ, thì gọi là Đức Phật độc giác. Vậy Đức Phật độc giác đây, ngài cũng ngài giác ngộ thôi. Độc giác một mình ngài không giác ngộ, mà khác hơn chân đàn chân giác. Chánh đạt cái giác, ngài giác ngộ, ngài dạy người khác được. Còn độc giác, ngài giác ngộ mà không nhớ công thức. Đó, chưa dạy như đó. Ngài không dạy được, nhưng mà cái sức mạnh của một vị giác ngộ, hành động đời sống của mình đó, thì người ta thấy người ta trong sạch. Mà trong sạch rồi người ta làm phước công dường. Nguyện như thế nào được như vậy? Này, nguyện như nào, làm sao con được giác ngộ giống như ngài, thầy được giống như ngài vậy ra. Sau khi ôi con nghèo quá, làm sao con giàu liền trong ngài đó. Đây, hước vậy đó. Đấy, thì cái đó gọi là độc giác. Còn thanh văn giác, ôi đường xa thôi, mình làm sao hết đau khổ rồi, chán quá, sợ quá, thôi làm sao vậy này. Đây gọi là xả ly. Ai mời pháp ban mặt thần, chưa tới bài trên, chưa tới bài cao thượng đầy, thầy cái này gọi là sao Vắc Ca Sang Khổ. Đây gọi là Phật. Như vậy hỏi có ba la mật không? Sư nói là giới ba la mật rồi đó, ngũ giới bát ba tài giới ba la mật này. Cái đó là xuất gia Đana Parami, bố thí ba la mật, bố thí vậy đó. Giữ giới không giữ giới, ai bố thí cũng được hết à. Vậy bố thí bỏ tiền ra mới làm được. Nhưng mà giữ ngồi ôi chắc tôi không nói nổi. Cái gì cho giới nói dối tôi khó làm ăn, khó lắm. Này, khó lắm. Không dám giữ giới, có người bài. Thầy cũng giữ không có làm, nhưng cái sợ không dám giữ. Quỷ điều kiện, đọc điều kiện, nghe điều kiện cái sợ coi tâm. Nó gặp mình như vậy. Đấy. Như vậy khó là giữ giới. Thay quý vị giữ ngộ giới đây. Ngộ giới luật nghiệp báo. Đức Phật này, nếu cha sĩ là ai thọ ngộ giới này, cố gắng hành theo cái đó trọn đời, đắc hết trọn đời. Cái giới của thiên nhiên, đánh đàn ta đánh lại, giết lại, rồi cái giới này. Như vậy thôi, như vậy phải là tự nguyện không giết. Mình không giết làm sao ta giết lại mình. Luật á, vì vậy đôi khi người ta sống lâu, người chết yếu, giá điều vậy đó thôi, không phải nói mình giết người ta, tốt khi người ta gần chết đau khổ lắm, cái luật phản ứng liền này, phản ứng liền tâm như vậy ba la mật rồi. Bây giờ xuất gia Đức Phật
dạy thêm, tức là 14 ngày, Đức Phật có một ngày một đêm thôi. À, xả ly, một ngày một đêm xuất giả. Đây thọ ba quan hồi nãy đó, con xin thọ trì ba quan trì giới. Trọn độ tam đều của Đức Phật đã giao truyền. Ba điều sau, không ăn sái giờ, không trang điểm thoa vật thơm dồi phân đẹp, không ngồi nằm ba cao, và xin ba giới này, giới của Đức Phật. Vậy cái đầu phạt này, bấy nhiêu đó, người đó khiến cho có sự tỉnh thức thêm. Bước ăn, tái không đi làm việc như đó. Chứ vậy, để có thời giờ nhiều tu niệm, vậy đó thôi. Chứ không gì. Đây là giới của Đức Phật. Nè, hay quý vị, ít nhất phải giữ ngồi giới, vì mới ngồi thiền được. Vì không giữ ngồi giới, không có định được. À, khó lắm, định được. Nhưng người ta định được làm máy bay đó, đi đó là định, không phải là chánh định. Cái trí tuệ phát sinh do sự học, trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ, mà tuệ phát sinh do cái bằng tu huệ này là phải có giới này, giới phải trong sạch, thì cái tâm này mới hướng dẫn ra được. Thế đó là ba mật. Như vậy quý vị không có ba mật, không có bao giờ quý vị ngồi thiền được. Làm phước có, thầy cũng ba la mật rồi, bố thí ba la mật, trì giới được, thầy xuất gia ba la mật rồi, đi thì trí tuệ nhẫn nại, thầy nhẫn nại này này, ba la mật ngồi thiền đó, chỉ nhẫn nại thôi à, đâu cái gì đâu. Thì ngồi như vậy, nhưng cái đau lại đó, phóng tâm này, cái chịu không nổi, tôi phải đứng dậy đi thôi, giải quyết đi, đau em chỗ này chỗ nhẫn nại. Nhân này đói, nhân này khát, nóng lạnh, đó là nhân này đầu tiên. Rồi sao mà cố gắng nhân này là sau một. Thiếu nhân này khó mà thành công này. Quý vị thấy cái sự nhân này mà sanh là thành lòng con người đó. Mà không chịu, tôi thấy cái tâm tư đó của con gà, đó, có trứng rồi một thiên nhiên rồi, con chim. Nó ngồi trên cái lồng nó, rồi đứng ở dưới đó. Chắc lẽ một tháng hay vậy vậy đó. Mà cái trứng nó trở thành, sanh thành là con. Mà không có ngồi đó là không ngồi. Cài đó cái gì đấy. Định không? Không. Chỉ xúc thôi. Thầy cho này Đức Phật nói là vật thật, đoàn thật. Là một cơm bánh nào. Xúc thật. Chỉ động thôi là xúc thật. Tư thật, thức thật. Này thuộc về tâm rồi. Bây giờ nói về con gà vậy đó, con gà nó ấp trứng của nó là phải nó ngồi đó đó. Bởi vì ngồi đó xin lỗi chắc hơn mình ngồi thiền. Đây mà đói à, nó chạy đi ăn một chút thôi, không lâu chạy về ngồi. Vì nếu mà lạnh á thì cái trứng nó hư, nó biết vậy nữa không biết. Thiên nhiên đây, mà khi mà bắt nó được, khi mà nó ấp trứng nó chịu à, bắt nó cũng không chạy đi. Thì thấy tâm từ nó thương nó, từ đó tôi nhớ nó thương con, mà khi nó sanh con nó bảo bọc con không nói nổi thôi. Mình thấy con gà đói không ăn chút chút, thấy cho con ăn trước à, nay vậy đây. Ê, đây một thì đây là ba la mật. Tóm tắt lại, không có, nếu có việc cái quyết quá khứ không có, thay bây giờ mình tạo. Bây giờ mình phải tạo, thầy bắt đầu bố thí trì giới, tham thiền, Đức Phật, Đạo Phật vậy, bố thí trì giới, tham thiền rồi. Đây là ba mật. Rồi cái này giữ giữ tạo thành ba mật, kiếp trước có, kiếp có bây giờ mình làm bây giờ là ba mật. Thế bây giờ có, ngày mai nó có, kiếp sau mới có. Vậy thì câu hỏi của quý vị, câu hỏi thứ hai này vừa phải, giờ buổi sáng này, ồ, hết giờ rồi, quá giờ rồi. Thôi bây giờ còn chương trình lại còn buổi chiều, vừa phải, quá giờ rồi. Vậy thì đi hồi hướng công đức, rồi chương trình chiều tiếp tục cho quý vị. Thôi chương trình vui sáng vừa phải, chúc quý vị được ăn vui. Và quý vị có ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu sa thu sa thu lành hai ngưỡng đầu các đấng chư thiên trong vòng tinh xa nơi yên nằm ngày nữ nơi là tháng xưa nay những nơi tiếng tất nơi cây bồ đề chúng tôi xin hỏi hợp về sẽ dùng pháp thi tìm về cung dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phương hành hà xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cháu hạng trung hạ vẫn là mới tu thiện nam tinh nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân những người trong nông thôn lân kiều cư châu quận được phần an cương chung sanh vô loại không thường là nón thai thân qua kỹ cương pháp lành giải thoát qua bảo nên hành đấng mà dính khổ quyền quanh đó này cầu cho hưng thanh lâu dài pháp thiện tri thức trang ngày mở mang tộc tu sinh được bình an cầu cho tâm chúng ta hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết bao kiếp thì cầu xin khoa bảo hộ trì cho người tu đã quy y phẩm rồi xin cho cả thảy chúng con tấn hoa trong pháp phần đôi giao truyền do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm lợi tâm trong ngày đi lai. Thì giờ dạ, chắc để chiều chắc để chiều. Vậy thì chiều để sau khi dùng cơm trưa. Dạ, 1 giờ đó mình dạ. Dùng cơm rồi đó. Dạ. Sau khi dùng cơm rồi đó. Dạ. Bây giờ 1 giờ đi. Dạ, 1 giờ đi dạ. Dạ, giờ còn có nửa tiếng với lại mình dùng dạ. Rồi, dạ. Sư Minh Phước ơi, Minh Phước ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân ngài đã ban cho chúng con bài pháp. Bây giờ thì là ngày hôm nay bây giờ tiếp tục chương trình là chúng ta đi kinh hành rồi ngồi thiền, rồi sau đó một thời gian nữa đi kinh hành, một số nơi sẽ là nghỉ ngơi, và bây giờ cũng là thời để mà thông dịch là đọc tiếng Anh. Nếu mà quý vị tự muốn nghe có thể đọc nghe. Now is the translation to English. And I to begin with, we read two letters of appreciation. So in a general, we just give the idea of the letters. The first letter has come from the yogi from Toronto, Canada. Dear the organizer, dear
these two past months, we are the elderly people from Toronto, Canada, and we were told to stay at home, to stay away from COVID-19. Everyone was worried, and like everyone else, when we saw this meditation retreat, we felt like this is really like the rain during the summertime, during the dry season. This felt really good to us, and we felt very blessed and happy to follow this retreat. The picture and the sound come to the internet, to the Zoom, was very clear. We greatly appreciate Sarah G, even though he's not getting young, he's 92 years old, but he still make effort to give the Dharma talk every day and instruct us and teach us and give us his experience on the practice. And we also appreciate the organizer has tried to bring these benefits to all the people everywhere around the world. And we also appreciate the yogi from Houston, Bana, and Bodendong, the two yogis in Houston. They told us about the retreat, and because of that, we were able to know the retreat to attend. So lastly, we want to wish the Sero Chi, all the Sangha, and everyone in the organizer and all the yogi to be well, happy, and peaceful. June 5th, 2020, Ninbang Bo and two people from Toronto, Canada. And then we read another, the monk read another from Paris. This is from Paris, one of the yogis from Paris, Dear Sarah G. I pay respect to Sarah G and the Sangha. I'd like to say hello to the organizer and all the yogis. I'm an old yogi. I'm in Paris, half the world away from Sarah G. 30 years ago, I and some yogi have a chance to practice with Sarah G in Paris. I'm not a Buddhist because I'm a Christian, but Sarah G, with your compassion, was able to guide me on the practice of Vipassana. A few years later, when Sarah G cannot come to Paris anymore, then I make the effort to come to Washington, D.C. 2 weeks every year to practice meditation. And after that, I have the chance to come to practice with Sarah G in Riverside, California, when it's starting to become a center. And 3 years ago, after Sarah G have a chance to go to Paris to lead a retreat, I decided to come to America and practice for 3 months with Sarah G at the Pasadena Meditation Center in Leesburg, Florida. At that time, I was 45 years old. I'm writing this letter not as an interview, but because with the practice throughout the years, I don't have the experience that I did in the previous 10 years. Now I am just observing the body and the mind and try to see clearly everything changing. And I think I was able to understand a little bit about the Dharma. And I try to be mindful and noting everything that comes and goes. And to see, especially the mind, whether it is in the state of worry, sadness, or if the state is the feeling or the mind state. Even though it's subtle, I try to note the state of the mind. And if the blood circulation in the body, I understand, I saw that. I am aware of that also. The state of the mind, whatever it is, I know it as it is. The mind always changing, and then I see that there's a mind that sees the mind.
And the noting, the mind that aware of the state of mind, see the mind, whether the mind is sad or happy or unsatisfactory. So there's a mind that knows that mind. And so there's a mind that observes to understand the body and the mind at the present moment. And keep doing that, everything arises, the mind just aware, everything in the body and the mind, and understand how the factors of enlightenment can arise through the practice. And through the 20 years of practice, I felt that I have a little taste of the Dhamma, and it helped because I stayed practiced in Myanmar for a few years. Now I observe, I live my life just being mindful and try to aware, being mindful and aware whether so that I won't be affected by the surrounding, whether people, how people react to me or how I react to people, I'm aware of that also. I'm writing that this letter to, I hope that Saraji will read that, and it would be a joy for me, especially now that I'm old and live alone. I also want to share this experience so that Saraji can encourage the yogi, some who has the chance to practice the Dhamma, and also encourage the yogi to put effort in their practice, especially under the guidance of Saraji. Let not let go of this opportunity to practice. Let's not wait for the time. We should practice as soon as we can, especially when we are young and healthy. Lastly, I'd like to pay respect to the Buddha and the Jipu Jam on this occasion of Wesak. Today is a Wesak day, and also appreciation to Saraji, all the Sangha organizer, and all the merits that I have gained through the offering, donation, keeping my morality, and practicing for all these years. I would like to offer to the Jipu Jam, offer to Saraji to share this, offer to the Sangha, and to offer this and share this to the deities everywhere, and to share this merit to the organizer, the yogi, and all the devotees, and all the human, all the living, all beings all around. And may Saraji, may all the Sangha, may all beings be well, happy, and peaceful under the light of the Dhamma. Namo Sakya Muni. And that's what the second letter is, the second letter of appreciation. And Saraji began to read the interview in the two questions for today. The first question, the yogi is from Vietnam. And she said that she's a new yogi, and she practiced while noting the objects. In general, she see a lot of tiny movement, just come and go. And also, she have a question about the four practice of loving kindness, compassion, joy, and tranquility. And another question about the five power of the mind. So Saraji began to answer. He said that when we practice meditation, the object is nama rupa, the body and the mind. And we observe the body and the mind at the present moment to see their nature, that they are impermanent, suffering, and non-self. And we begin to see that this body is not clean. This body is it's actually filthy with everything inside, like urine, blood, everything's inside, skin, nail. And so when we observe body in the body, we are aware of this. When we observe the
feeling in the feeling, be aware of the suffering nature. When we observe the mind in the mind, consciousness, then we can aware of the impermanent nature. And then when we observe the Dhamma, everything, Nama and Rupa in general, then we can see the nature of anatta, self, non-self. Within the body itself, when we observe the body in the body, there are four elements, four great elements. And within the great four elements, when we observe closely, sometimes we see that the only thing remain is some tiny things, just tiny entity that just arise and disappear. The mind is staying on the body, so the mind can see the nature of the body by noting, by observing. To see the tiny entity arise and disappear is to see the nature of impermanence changing. Just like in science, the scientists can see with a microscope do something, and through the microscope, we can see something very small, like atomic element. So very small. And actually, Saroji gave an example that one of the scientists said that the smallest element within the object that we can see is 1/120 exponent. That means it's very, very small, up a second. So up a second, we divide that by 1/20 exponential. It will be a very short moment, a very short element, what we call atomic element, I think. And because and the element themselves are not the same, they are changing all the time. So the change, the element is the rupa, which is the body, and to know that is the mind. As far as the four Brahma, Vihara, it's four, basically it's the loving kindness, compassion, joy, and equanimity. Those are the question about those. Saroji said these are the practice of samatha. They are the practice that allow the mind to gain absorption. They are not vipassana. Vipassana is to be mindful to see the nature of impermanence of the non-self. But it would help to practice loving kindness and to help to have compassion on others, to help to have joy when other people have success. And it helps to have equanimity, mind that is not attached, is violent. The yogi said that when she helps someone, she helped them very joyfully. But when she helped them and they don't do, as she thought they would, then she would get upset and sad and worried. And at that time, the unwholesome mind arise. Saroji said that at the beginning, joys arise when we help someone. But then when things don't get according to our wishes, then the sadness or unsatisfactory arise. And we feel sad and worried, we feel upset. This is the unwholesome mind. And when it arises, the like sadness, that is the virus within our mind. So that is why we have this retreat where we have the meditation, and that's why we have the present retreat. Because we are trying to practice to eliminate the virus within our mind, the virus of greed, anger, and delusion. And we can have, because we are at home during this retreat, so we try to be mindful as much as we can. We cannot be as closely as the intensive retreat, but we will try to be mindful as much as we can, practicing at home, knowing that one noting is one
when escape from the samsara, from the cycle of rebirth. So as we continue to note, just know that one noting is one step away, one escape away from the flow of the cycle of samsara. The samsara, cycle of samsara is so much from the past and the future. But as long as we can note one time, it is one time that we can escape from the samsara. And with this practice, we just have to note whatever arises at the present moment. So if joys arise, if we help someone, we have to note that. And if dissatisfaction arises because we don't get what we expect from that person, we have to note that also. That is something that within our mind, not outside, it's within. And we note them to see that these also arise and disappear. Everything arises and disappears. And to see that is to see with vipassana. And then of course these practice to have loving kindness, compassion, joy, and equanimity is samatha. Is the object is stable. It doesn't change. It's like when that you use you have the object as the concept is not changing. But then as far as vipassana go, the object is always changing. Every second, every moment. And that's why we can see the nature of impermanent suffering and non-self. So here we are practicing vipassana. We are not practicing samatha. We are practicing vipassana to see the nature. So every second, we need to be mindful. And mindful on everything. Nothing is left to be unnoted. Everything is to be noted. And then there is the question about how to balance the five faculties. There's the five faculties and five power, mental power. How to balance that? So these, in general, these there are five power, mental power that we are developing while we practice meditation. That is faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. So first of all, we need faith. Faith in the practice, in the Buddha and in the practice. If we have faith in the practice, then we will put effort in the practice. And then we also have faith in the nature of karma, knowing that if we do good things, then there will be good result. If we do bad things, then there will be bad result. Understanding that, then we will try to do good things as much as possible, so that we will gain a good result in the future. So that is faith. And if with faith, then we practice, we put effort in our practice. We put effort to do dana, donation, helping other people. We put effort to keep our morality. We put effort to be mindful when we practice. And then mindfulness itself is the key, is the sound of mindfulness. So whatever arises, we note so that our mind can stay in the present moment. The mind always goes first. Whenever the mind aims to something, the mind is there, and then the noting follows. And with that, if there's mindfulness, then concentration will start develop. With concentration, then wisdom will develop stage by stage. So these five are the five mental power, mental faculties that we are developing. And it's essential that we develop them in a balanced way, because too much faith will lead to blind faith. So the faith needs to be balanced with wisdom. And too much effort will lead to restlessness. So effort be balanced with concentration. Just like when we drive a horse carriage, the two horses have to be balanced in strain so they can run smoothly. The same thing with the two wheels on the chariot.
The two will have to be balanced equally, but as in strength, so that the ride will be smooth. So the balance need to be there, and to gain that balance is the effect in the middle, which is mindfulness. As much as mindfulness that we can apply every moment, then we can gain the balance on the other four factors. And together, these five factors, these five power, we can develop them more and more in a balanced way until when they are fulfilled, then they will help us gain the goal of enlightenment. And then Saruji has time for another question about the barami, which is the merit. How do we develop them through our practice of vipassana? Saruji said that there are 10 merit that we can develop, which is offering, morality, renunciation, wisdom, patience, effort, truth, determination, loving kindness, and equanimity. So these 10, the Buddha himself has to develop fully to become a Buddha. The Bodhisattva has to develop to become a Buddha. And we, as the disciple of the Buddha, also need to develop these so that these will support us to get to our goal. And with our practice, which we're doing right now, is the high level practice, and it will allow us to fulfill these 10 parami also. Such as before we practice, sometimes we help other people, we offer to the elderly people, we help the center, so that is the dana offering. And then we keep our precept before and in the evening and in the morning, we always make sure we keep the precept, at least the 5 precepts for the devotees. And that is precept, so we already fulfill that parami. We keep the precept as closely as possible. And then the third merit, the third parami is renunciation. That means that when we try to practice, the moment that we practice, we have the intention to be mindful and to let go of the outside society for now. And for like one day, sometimes you go to the meditation center, to let go. You stop working, you stop the chore at home, you separate from your family for one day, separate from everything else for one day. So that is nature of renunciation. And then banya, of course, through our practice, we will gain the wisdom state by state. And then the patience. We need our patience when we practice. When the pain arrives, we need patience to observe them. When we practice and the weather become hot or cold, we need to observe them. When we practice and people are noisy, we need to be patient to note that and note everything else with patience. So patience is part of our practice also. And the effort, of course, we always need to put effort in our practice. The effort here is effort to be mindful. We always need effort to be mindful every moment. And then the truth. And the truth is when we practice, we are practicing to gain the truth, the true nature. So in our practice, what we see, we know as it is. So that's true. So that's where Saruji in general explained these 10 barami, and it's with our practice, we definitely can develop our 10 barami. And when these keep on developing more and more, then it will support us. It will help us gain our goal in the near future. So that we are where we will start, we will continue. There are still some questions, so you will answer them in the afternoon session. Thank you very much for your attention. I think now is the walking meditation time.